chiều nay là chiều thứ bảy 24 tây tháng 10 năm 2015, tôi là Đình Nguyên đến chơi hội nghị thương mại công viên gia đình Gò Vấp. Ở đây rất nhiều cửa hàng với rất nhiều mặt hàng phong phú. Hội chợ một suốt tuần, khi nào rảnh các bạn là đến chơi nha. Để đây bên em có hỗ trợ tặng điểm cho nó vậy mình đổi lên tục tặng mạnh bào. Các bào khi nào mà hết củ quả thôi là không sợ bị đất tan. Thì đó là một bộ dao bào. Như hôm nay khi em mua bộ dao bào như này là bên em có hỗ trợ tặng hỗ trợ 3 con dao để nhận là bông hay tổ chức công viên gia đình. Bây giờ là bông đồng hoa như thế nào để chia sẻ cho người thử. Đầu tiên cái này là thấy giữa năm củ quả thì mình bắt đầu đây.